Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Hòa Bình tổ chức lễ giới thiệu dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng tại khách sạn Daiu 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng có vị trí đắc địa và phong thủy tốt nhất tại bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố 2 km, cách bãi biển Mỹ Khê, một trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới 2,5 km, cách bãi tắm Tiên Sa 500m và cách sân bay quốc tế 5 km. Hòa Bình Green Đà Nẵng là tổ hợp căn hộ, khách sạn đầu tiên tại Việt Nam có nhiều chi tiết mạ vàng, trong đó có khu công viên với 10 kỳ quan thế giới thu nhỏ như Tháp Rùa, Khải Hoàn Môn, Kim Tự Tháp được dát vàng 24K. Các căn hộ được thiết kế sang trọng, toàn bộ lan can căn hộ được dát vàng 18K, các thiết bị vệ sinh, khóa cửa đều được phủ vàng 24K. Và còn gì tuyệt vời hơn khi bơi lội trong bể bơi nhưng lại có cảm giác được hòa mình vào biển xanh bao la phía dưới nhờ hiệu ứng vô cực. Vừa ngắm dãy hải vân hùng vĩ xa xa, bán đảo Sơn Trà xanh mướt và dòng sông Hàn thơ mộng dưới chân. Bên cạnh đó, tòa nhà còn có nhiều tiện ích hấp dẫn mà không có dự án nào Đà Nẵng có được như spa, phòng gym, phòng hội nghị, hội thảo, nhà hàng, casino và rạp chiếu phim, khu vực tổ chức chợ đêm và lễ hội. Đồng thời, tòa nhà còn cung cấp dịch vụ xe điện đưa đón cư dân và du khách tắm biển tham quan tại thành phố. Dự án này là có tất cả các cái dịch vụ hoàn hảo nhất để cho người đến du lịch cũng như là những người sinh sống ở đây. Ở đây là có trung tâm thương mại và hàng hóa thì có thể nói là rẻ nhất của Việt Nam. Thì mặt bằng sẽ được miễn phí. Khách hàng mua căn hộ và tham gia chương trình cho thuê sẽ được hưởng 20 ngày nghỉ miễn phí mỗi năm, đồng thời nhận được lợi nhuận tịnh tiến từ 8 đến 12% trong 5 năm đầu tiên. Với những giá trị độc đáo và sức quyến rũ riêng, Hòa Bình Green Đà Nẵng hứa hẹn trở thành nơi ở yêu thích của bạn.